Trưa qua, bé trai Thái Lý Hào Nam 10 tuổi cùng bạn vào công trình cầu Rọc Sen nằm trên đường tỉnh lộ 857 xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình để nhặt sắt thì bị lọt xuống trụ bê tông. Trụ bê tông này rộng bên trong, đường kính 25cm, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m. Do có kích thước nhỏ, nhiều người vẫn không hiểu vì sao một bé 10 tuổi có thể bị rơi vào phía trong. Sau sự việc, nhóm bạn của Nam đã hô hoáng để nhiều người dân địa phương đến giải cứu nhưng bất thành. Sau đó, lực lượng chức năng được huy động đến hiện trường, phối hợp với kỹ sư, công nhân đang thi công cầu rọc sen thực hiện việc cứu hộ. Tuy nhiên, miệng trụ bê tông quá nhỏ, nhân viên cứu nạn không thể thả dây để leo xuống. Đồng thời, việc mở rộng hố mất nhiều thời gian, gây khó khăn cho việc giải cứu nạn nhân. Lực lượng chức năng đã bơm oxy và truyền nước xuống cho bé trai. Cũng theo Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Tháp, ông Lê Hoàng Bảo, khu vực công trình được rào và cấm biển cảnh báo. Khi hay tin con gặp nạn, anh Thái Văn Tấn Tài, 40 tuổi, và chị Nguyễn Thị Mỹ Linh, 34 tuổi, mẹ của bé Nam, đã vô cùng hoảng hốt chạy đến hiện trường. Bé Nam là con trai lớn của anh chị, nam còn em gái một tuổi. Anh Tài cho biết lúc anh chạy đến hiện trường thì vẫn nghe tiếng con kêu cứu, khoảng 10 phút sau thì không còn nghe tiếng của bé. Suốt đêm qua, anh Tài túc trực tại hiện trường với gương mặt thất thần. Riêng chị Mỹ Linh từ khi bé Nam bị nạn đến trưa ngày 1 tháng 1 đã ngất xỉu 3 lần. Gia đình anh chị sống bằng nghề làm thuê để nuôi hai con ăn học.